Dạ vâng, bác sĩ vừa liệt kê ra khá nhiều bệnh mà có thể gặp phải trong mùa đông, trong đó có bệnh viêm phổi. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta đang mong muốn là chia sẻ cái cách phòng chống bệnh cho trẻ em trong mùa đông, mà viêm phổi là một bệnh rất là nguy hiểm. Bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút là cái diễn biến của bệnh viêm phổi diễn ra như thế nào và có cách nào để phòng chống bệnh viêm phổi cho trẻ được hay không? Vâng, viêm phổi là cái tình trạng viêm nhiễm ở cái đường hô hấp dưới. Người ta tính viêm phổi là phải cái đoạn từ phế quản và phế quản nhỏ đến phế nang trở xuống, thì đấy là những cái trường hợp viêm phổi. Thì căn nguyên gây ra viêm phổi này có thể là do virus, do vi khuẩn và do rất nhiều loại khác, chủ yếu là do virus và vi khuẩn. Thế thì thường là khởi đầu là do virus, bình thường có thể không gây bệnh được, nhưng mà với cái môi trường lạnh mà làm cho sức đề kháng của cơ thể, cái bảo vệ của niêm mạc đường hô hấp của trẻ nó thấp đi, nó giảm, hoặc là trên đứa trẻ này có những cái tình trạng mà không có tốt về bảo vệ miễn dịch thì nó sẽ xâm nhập và nó sẽ gây ra cái tình trạng viêm nhiễm đường hô hấp. Và trên đường hô hấp chúng ta đều biết là bình thường nó cũng đã có những cái loại vi khuẩn nó cộng sinh ở đấy rồi, và có thể là bị lây nhiễm ở bên ngoài nữa, thì lúc đấy là cái lúc mà nó sẽ nhân cơ hội và có thể gây những cái tình trạng viêm nhiễm, và có thể là lúc đầu thì ở phía trên. Chúng ta hay nói là viêm phổi là do nó chạy từ trên xuống dưới, thì cũng có ý đúng của nó. Tất nhiên là cũng có những trường hợp viêm phổi nó đi theo đường máu, đường khác, nhưng mà hầu hết là nó sẽ đi theo đường hô hấp, và lúc đầu là thường là viêm nhiễm ở trên. Viêm nhiễm ở trên thì thường là lúc đầu là do virus, và thường rất liên quan đến cái việc là để cho đứa trẻ bị nhiễm lạnh hoặc là bị lây các cái chủng virus hoặc vi khuẩn từ bên ngoài. Vâng, vậy có cách nào phòng tránh được không ạ? Cái việc đầu tiên tức là chúng ta sẽ phải bảo đảm cho cái đứa trẻ đấy không bị nhiễm lạnh. Nhất là đối với trẻ sơ sinh là cái môi trường là cái quan trọng. Chứ mình không nghĩ là có mỗi mặc quần áo ấm cho nó là đủ. Như vậy kể cả cái việc không khí, bảo đảm cái nhiệt độ cho nó, còn phải bảo đảm cái độ ẩm cho nó thích hợp. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai thì tất nhiên là viêm phổi nó hay xảy ra trên những đứa trẻ mà có cái điều kiện tiếp xúc với nguồn lây nhiễm, thì người ta hạn chế cho nó tiếp xúc với những cái nguồn lây nhiễm. Việc thứ ba thì viêm phổi cũng hay xảy ra hơn cho trên những đứa trẻ mà có cái tình trạng sức khỏe không tốt. Ví dụ như suy dinh dưỡng, suy giảm miễn dịch, thì chúng ta phải cho các cháu làm nào để bảo đảm được dinh dưỡng như tốt, và trên một cơ thể khỏe mạnh thì viêm phổi nó cũng sẽ ít gặp, và nếu có gặp thì thường cũng diễn biến nhẹ hơn. Trong vitamin chúng tôi cũng xin lưu ý nhấn mạnh cái vai trò vitamin D để chống cho đứa trẻ, mà nếu thiếu vitamin D là một trong những điều kiện mà nó có thể dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp. Vâng, bên cạnh đó thì các trẻ nhỏ ấy, khi mà bác sĩ vừa chia sẻ là chúng ta nên giữ ấm cho trẻ, nhưng cũng có nhiều bà mẹ thì nói rằng là nếu mà giữ ấm quá thì nếu như mà để con mà nó ướt ở sau lưng á, mà mình không để ý thì có thể nó nhiễm lạnh vào trong cơ thể và cũng gây viêm phổi. Không biết điều này có đúng hay không ạ? Vâng, rất đúng. Vâng. Đấy là cái như chúng ta đã nói là trẻ em thì nó không tự nó điều chỉnh được mà. Ví dụ như chúng ta thấy áo ướt mồ hôi thì chúng ta sẽ đi thay được. Vì vậy cho nên trong những trường hợp đấy thì bố mẹ phải thay cho con, và phải lau mồ hôi cho cháu. Rất đúng là như vậy. Thân nhiệt trẻ em thì không cao hơn người lớn. Thế nhưng mà chỉ có điều là trẻ em thì nó hiếu động, nó nghịch hơn. Thành ra là nó cũng có thể nói là những lúc hoạt động nhiều thì trong cái quá trình thải nhiệt nó chưa kịp thì có thể lúc ấy thì thân nhiệt nó cao hơn. Chứ còn nếu bình thường sinh lý thì nó không hề cao hơn. Thế là một cái. Thứ hai là chúng ta cũng lưu ý là ở trẻ em có những cái bệnh, nói ví dụ như là cái thiếu vitamin D hay là còi xương, thì nó có thể ra mồ hôi mà không phải do chạy nhảy. Thì chúng ta phải biết là những cái lúc ấy thì bản thân trẻ không tự thay được quần áo chẳng hạn, thì mình phải giúp cho cháu. Các bậc bố mẹ hết sức chú ý cái việc này. Dạ. Và một điều nữa, nhưng bác sĩ cũng vừa nói về vấn đề là giữ ấm cho bé mùa đông, thì chúng ta hay nói về việc là sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong mùa hè. Điều đấy thì ai cũng biết là cần phải sử dụng nhiệt độ như thế nào. Nhưng đối với mùa đông thì có gì thay đổi hay không? Bác sĩ có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm này. Về điều hòa nhiệt độ mùa đông thì tất nhiên là thường ít được sử dụng hơn mùa hè. Nhưng mà chúng tôi lại lưu ý một điều, tức là mùa đông thì ngoài cái việc mình giữ cái nhiệt độ nó ổn định, thì mùa đông là cái mùa mà chúng ta biết là đối với phía Bắc, khí hậu miền Bắc Việt Nam là nó rất thay đổi, không chỉ về cái nhiệt độ mà còn cả về độ ẩm nữa. Và vì vậy cho nên nếu độ ẩm thay đổi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng. Vì vậy cho nên nếu sử dụng điều hòa thì chúng tôi cho là chúng ta phải chú ý một điều, tức là phải chú ý đến độ ẩm của căn phòng mà mình cho các cháu. Vâng.
Cũng có nhiều ý kiến trái chiều về việc chăm sóc trẻ mùa đông, nhất là giữ ấm cho trẻ. Có những mẹ thì nói là trẻ chỉ cần giữ cho cái cổ và cái chân ấm là đủ rồi. Thì không biết là những cái ý kiến này thì bác sĩ có thể cho lời khuyên chi tiết hơn là các mẹ nên chăm sóc và nên giữ ấm cho con mình ở những bộ phận nào quan trọng cho cơ thể của trẻ? Vâng, tất nhiên có những cái phần cần phải giữ ấm hơn. Nói ví dụ như vùng thân cổ là quan trọng hơn. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý là bản thân cái đường thở của đứa trẻ là nó tiếp xúc trực tiếp với không khí, cho nên là mình không thể dùng cái gì để mà bịt lên chỗ đường thở của nó. Vì vậy cho nên là cái môi trường là quan trọng như chúng tôi cũng vừa mới chia sẻ rồi. Ngoài ra cái thai thì việc giữ ấm tay chân cũng là cái cần thiết. Nhưng mà tất nhiên là mình không bắt buộc là lúc nào cũng phải quấn thật kỹ vào tay chân, là vì tay chân là cái chỗ mà để nó vận động. Thì trong những lúc nói ví dụ như là ra chỗ lạnh hay là những lúc ngủ thì nên giữ ấm thêm tay chân. Thế còn bình thường kể cả thóp cũng vậy. Chứ bình thường mà ở trong nhà thì những cái đấy là không thực sự cần thiết. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ.